Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với kênh Vân Family Cuộc Sống Mỹ. Mọi người có thấy mấy cái cây cao ở đằng kia không? Đó là cây hoa phượng tím đó. Hôm trước Vân đã có một cái video ngắn chia sẻ hoa phượng tím nở rực vào cái thời điểm từ tháng 4 đến tháng 7 ở Cali. Rất là đẹp, rất là lãng mạn luôn. Và cái con đường mà Vân đang đi bộ đây là đường Hospital Sir. Và Vân từ đường Arizona đi bộ qua. Cái khu vực này ấy là nhà dưỡng lão, là nhà chăm sóc cho người già này, những cái bệnh viện chăm sóc cho người lớn tuổi, rồi những cái trung tâm phục hồi hồi sức cho người lớn tuổi nữa. Cho nên cái không gian ở đây nó thoáng đãng, cây cối thì xanh tươi. Ngày hôm nay trời nắng cũng đẹp, cho nên Vân tranh thủ đi bộ, vừa để thể dục thể thao, vừa quay lại chia sẻ cảnh đường xá, bệnh viện, rồi xe cộ đi lại ở đây. Thì ở đây cũng là thuộc thành phố Westminster luôn. Chỗ kia là mình đi bộ từ đó ra đây đó. Và bây giờ Vân sẽ rẽ phải qua đường số 21. Thực chất đây là cái con đường tắt mà ở trên Google Maps chỉ là mình đi từ nhà tới siêu thị Walmart với độ dài 1.5 km thì sẽ mất 20 phút để đi bộ. Cho nên hôm nay Vân sẽ đi bộ thử xem sao. Thì hồi nãy Vân đi bộ cũng, trước khi Vân quay là Vân cũng đã đi bộ khoảng cỡ 200-300 mét rồi. Thì bây giờ Vân sẽ đi bộ tiếp để mà chia sẻ cho mọi người. Chỗ này là ngã tư đường 21 và Richardson. Mình qua đường thì mình phải để ý tại ở đây không có cái tín hiệu đèn á, cũng không có cái nút để mình bấm để mình qua đường đâu, nên phải để ý. Phía bên nhà kia họ có hoa đỏ, hoa hồng đẹp quá. Rồi bây giờ Vân sẽ rẽ trái để mà đi tiếp con đường Richardson nha. Ở đây họ trồng cây cỏ với cây ăn trái nhiều ha. Ở phía bên nhà này ấy, là có cái cây lựu đang ra trái, đỏ rực cây luôn. Vân không có quay lại gần đó mọi người, cây mà chấm chấm đỏ không, nó là cây lựu đó. Ở bên này đa phần người ta thích trồng lựu, còn phía bên đường kia là trồng cây hoa màu vàng vàng đẹp lắm. Cho nên Vân sẽ đi bộ qua bên đó để mà quay sát cho mọi người luôn. Cây này khi mà Vân nhìn gần ấy thì Vân thấy nó giống như cây hoa điệp vàng mà ở những cái con đường bên đường đi này, rồi ngay chỗ mà giải phân cách khi mà mình đi lên Biên Hòa người ta trồng nhiều. Nhưng ở bên Việt Nam mình cây nó cao hơn, đây cây nó thấp hơn nhưng mà nó rậm rạp với nó tùm hơn. Đẹp ha. Màu vàng là cực kỳ nổi luôn, đi từ xa cũng có thể nhìn thấy. Ở bên này có cây hoa đại, hoa sứ trắng này. Và đây là cái con đường 22. Mình vẫn cứ đi tiếp con đường Richardson nha. Mọi người có thấy cái nhà ngay trước mặt đây mà ngay có cái mái ở đây này. Nhà này là 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm rưỡi. Có giá là 745.000. Nhìn thấy đơn giản ha. Nhưng mà được cái những cái nhà nào mà ở ngay cái khu vực ngã ba ngã tư như vậy nè, mình ngoài việc đậu xe ở ngay trước sân, mình có thể đậu xe ở cả hai bên đường luôn. Thế cũng tiện. Vân thấy cái khu vực nhà ở trong đây ấy dao động từ 730.000 cho đến hơn 800 một chút xíu, tùy nhà rộng hay như thế nào hay là nhiều phòng. Nhưng đa phần ở đây Vân thấy đa phần là nhà trệt, không có nhà lầu như cái khu hôm trước Vân chia sẻ. Và Vân thấy là nhà cửa ở cái khu vực thành phố Westminster này giá cao lắm, mắc. Tại vì nó gần khu người Việt nè, gần khu chợ búa, rồi nhà hàng ăn uống, cho nên giá nó sẽ mắc. Nhà cửa nó hot á. Và đây là một cái cây to cao, lúc đầu Vân nhìn Vân không biết là cây gì.
Mãi sau khi mà Vân để ý ấy, thì nó là cây bơ, và trái thì ở tít trên cao cho nên rất là khó quay. Lác đác trái. Đó, mọi người thấy trái non không? Thích ha. Đi vòng vòng ở ngoài đường ấy mà nhìn thấy những cái cây ăn trái như vậy thích lắm. Nãy giờ mình nhìn thấy hoa, rồi cây lựu, xong rồi cây bơ. Xíu nữa còn một số cái cây nó còn khá là đặc biệt hơn, cho nên mọi người tiếp tục coi video đến cuối luôn nha. Bây giờ Vân sẽ đi bộ qua đường số 23. Đường này là đường 23 rồi. Đây vẫn là con đường Richardson nha. Hồi nãy cái đường ngang là đường 23. Bây giờ Vân sẽ qua đường. Ở bên này có cái cây... phía bên trái có cái cây mà nó to, mà khi mà Vân lại gần nó, Vân thấy cái trái của nó cứ bằng cỡ cái đầu đũa, mà đầu đũa lớn, trái nó chi chít luôn mà màu đen, nó rụng đầy sân luôn ấy. Mình dẫm lên thấy nó kêu đột 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 luôn á. Còn cái nhà này có một cái cây. Cây thì bé mà trái thì chi chít luôn. Vân cũng sẽ quay lại gần. Trái nó trái xanh, trái đỏ, rồi trái vàng các thứ. Nhìn đã lắm luôn á. Mà nhìn không nhận ra cây gì hết. Vân thấy nó không phải là cây hồng đâu. Mà nhìn giống như cây cam hay cây quýt to to ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng. Thì con đường này vẫn là con đường Richardson nha. Mình chỉ đi mấy trăm mét nữa thôi là mình thấy được cái đường lớn rồi. Khi mà Vân đang đi bộ đến đây ấy, thì có mấy cái nhà họ nuôi chó á, họ nó nhìn thấy người ấy, nó sủa inh ỏi luôn. Cho nên Vân cũng ngại. Cho nên Vân đi có một chút xíu nữa thôi. Cái nhà này có cái khuôn viên ha. Nhiều nhà là họ để bằng phẳng luôn ra tới mặt đường, còn nhiều nhà họ xây hàng rào lên như vậy. Nói chung để cho đẹp với lại lịch sự thôi, chứ cũng đâu có gọi là bảo vệ gì nhiều đâu. Đó, khi mà Vân đi đến đây là cái nhà này là chó sủa inh ỏi luôn. Nên Vân đi về. Đó, mình đi thẳng cái chỗ tay hồi nãy Vân chỉ á, đi thẳng ra rồi rẽ phải một chút xíu là mình thấy qua mạc rồi. Mọi người chờ Vân ở video tiếp theo nha, Vân sẽ thêm một con đường để đi đến qua mạc nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Vân cho đến bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.